Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Liên quan đến vụ bắt cóc cháu bé 2 tuổi xảy ra tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Vào chiều ngày 19 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ bắt cóc bé gái 2 tuổi rồi đòi tiền chuộc 1,5 tỷ đồng tại một khu đô thị trên địa bàn huyện Gia Lâm. Bé gái sau đó đã bị sát hại. Quá trình điều tra, Công an xác định nghi phạm gây án là Giáp Thị Huyền Trang, chú tỉnh Hưng Yên. Hơn một ngày sau khi xảy ra vụ án, lực lượng Công an phát hiện thi thể nữ giới ở khu vực hạ lưu sông Đuống gần cầu Phù Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Kết quả giám định ADN xác định thi thể người phụ nữ trên là Giáp Thị Huyền Trang. Chung thân là bản án mà Tòa án tỉnh Kiên Giang tuyên phạt đối với bị cáo Ngô Tấn Lợi, chú thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về tội giết người. Theo cáo trạng, vào sáng ngày 26 tháng 7 năm 2022, trong lúc uống rượu, giữa Lợi và Nguyễn Trung Hưng xảy ra mâu thuẫn. Hưng lấy búa định đánh Lợi thì bị Lợi giật cây búa trên tay Hưng. Sau đó, Lợi cầm búa đánh liên tiếp nhiều cái trúng vào người và đầu của Hưng, làm Hưng tử vong tại chỗ. Lợi bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt giam về hành vi giết người. Lừa thuê xe máy rồi lên mạng giao bán, Hoàng Xuân Dũng, chú tỉnh Quảng Trị vừa bị Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Dũng lên mạng xã hội Facebook đăng tin và muốn thuê được xe máy. Một bị hại đã liên hệ và cả hai thống nhất giao xe. Chưa kịp nhận xe để thuê, Dũng đã tiếp tục giao bán chiếc xe này cho một thanh niên khác. Sự việc nhanh chóng bị chủ nhân của chiếc xe máy phát giác và giữ lại, bàn giao đối tượng cho cơ quan công an. Với thủ đoạn tương tự, Dũng đã thuê được hai chiếc xe máy khác đem đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài. Bị cáo Hồ Phước Nguyên vừa bị Tòa Nhân dân tỉnh Kon Tum đưa ra xét xử với 3 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng giấy tờ tài liệu giả của cơ quan tổ chức và trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, Nguyên đã từng làm nhân viên ngân hàng, nhưng sau đó Nguyên đã nghỉ việc. Nguyên nhận tiền của 4 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền là gần 200 triệu đồng. Khi chung sống cùng với bạn gái, Nguyên đã thuê làm giả và sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả để đem ô tô của bạn gái đi bán với giá là 540 triệu đồng. Ngoài ra, Nguyên trộm cắp tài sản của bạn gái với tổng giá trị hơn 70 triệu đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hồ Phước Nguyên 15 năm 8 tháng tù giam. Phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Lò Văn Quý, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại bản Púng Nghịu, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên về tội mua bán trái phép chất ma túy. Cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội là đối tượng Hoàng Phi Hùng, sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại 682 Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Và đối tượng Trịnh Văn Lâm, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Hòa Sơn, thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, bị Công an huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội ra quyết định truy nã cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692345860 và 0692321667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.